Nhưng giây rồi. Chưa đến 3 giây. Hả? 1 2 Ai hốt mà. Mẹ, mẹ để nhà khác nuôi thì này. Mẹ yên tâm, mẹ biết bố về già đã có con rồi rồi nên là. Này, chị đừng tưởng mai sau chị lấy chồng mà tranh giành nhà với em nhé. Mẹ, đằng nào chị Thụy không lấy chồng mới đuổi chị đi luôn đi. Mẹ đừng, mày không lấy mà mẹ. Chị này mẹ đuổi chị Thụy luôn. Hai đứa chúng mày đi luôn đi. Tao với bố mày ở bên nhau là được rồi.